Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm bài tập số 4 tạo thành câu của bài số 18 Hán ngữ 2 nhé. Ở bài tập này á thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng. Đối với những bạn nào mà từ vựng biết hết rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu như bạn không có thì bạn có thể dựa vào kỹ năng để mà gọi là bổ sung và hỗ trợ cho bạn làm bài tập tốt hơn nhé. Rồi. Đây là câu ví dụ này. Chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chính nỉ kế của treo ý sở hoa, có nghĩa là nhờ bạn tưới một ít hoa dùng tôi. Đây là câu ví dụ thì mình nói qua đây nhé. Câu số 2 nào. Ở câu số 2 này như bạn nhìn nó rất là dài. Đối với những người quen thì không sao, với các bạn mới học các bạn cảm thấy rằng nó rất là rối mắt. Thì các bạn nên đầu tiên nhé, bạn nên tra từ đã. Cân của bạn chuy tung xỉ mãi sang tiền y chỉ xa ủ. Thì ở đây chúng ta sẽ có nên làm theo cụm từ. Ví dụ như các bạn có một cụm từ ấy, đó là chủ ngữ cộng với cả từ cân, cộng với cả ai đó, cộng với cả từ y chỉ, cộng với làm gì đó, có nghĩa là làm ai đó cùng với ai, à làm gì đó cùng với ai. Đó. Thì mình đã có một cái cụm là cân cái gì đó y chỉ rồi. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra chủ ngữ và tìm ra ai đó. Chúng ta sẽ có từ ủa là tôi, từ bạn nhậu là bạn bè. Đó. Thế thì ở đây bạn có thể coi là gì? Ủa cân bạn nhậu y chỉ, tức là tôi cùng với bạn. Hoặc là bạn có thể nói là bạn nhậu cân ủa y chỉ cũng được. Nhưng mà người Trung Quốc thì hay họ hay nói từ ủa họ. Thì cho nên đây là cái mà thói quen nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn theo thói quen này. Ủa cân bạn nhậu y chỉ là tôi cùng với bạn, bạn là bạn của tôi á. Vậy mình đã loại được một ít từ rồi. Tiếp theo là cái chỗ làm gì, làm gì. Thì chúng ta còn một cụm nữa đó là đi đâu đó, làm gì đó. Chỉ. Thì ở đây chúng ta có từ chỉ. Trong bài chúng ta có từ này, từ sang tiền. Sang tiền là cửa hàng. Chỉ sang tiền có nghĩa là đi đến cửa hàng. Và mãi tung xỉ, mãi là mua, tung xỉ là mua đồ đạc, mãi tung xỉ là mua đồ đạc. Như vậy cụm này có thể hiểu là chỉ sang tiền mãi tung xỉ, kết hợp vào thì sẽ là 我跟朋友一起去商店买东西. Đó, có nghĩa là tôi đi đến cửa hàng mua đồ đạc cùng với bạn của tôi. Còn một từ nữa là từ sao ủ, đặt ở đâu? Thì từ sao ủ này á, bạn chú ý nhé. Từ sao ủ được coi là một cái trạng từ chỉ thời gian. Thì nó được quyền đặt ở trước chủ ngữ như trong đáp án này. Sao ủ của, hoặc là bạn có thể đặt ngay đằng sau chủ ngữ. Tức là bạn có thể nói là của sao ủ cân. Bạn chú ý nhé. Bạn đặt kiểu nào cũng được. Nhưng thói quen của người Trung Quốc là họ sẽ đặt theo đằng sau. Tùy thôi nhé, tùy thôi nhé. Bạn đặt kiểu nào cũng được. Quan trọng nhất vẫn là hai cấu trúc này. Bạn hãy ghi lại nhỉ. Ghi lại lần sau bạn nhìn thấy từ cân y chỉ thì bạn cứ mở cấu trúc ra, bạn ghép vào là xong. Xác định chủ ngữ và tân ngữ hay còn gọi là ai đó ở đây. Rồi, câu này sẽ là Xiao wu wo gen peng you yi qi zui shang dian mai dong xi. Dấu chấm tròn bạn phải tự thêm nhé. Ở đây không có nhưng bạn phải tự thêm. Buổi chiều tôi đi cửa hàng mua đồ đạc với bạn của tôi. Câu số 2. Câu số 2 chúng ta sẽ có những từ như sau. Đại biểu toán, đoàn đại biểu, phi chi, máy bay, truy, đi, chùa, ngồi, trang quan, tham quan, Sao Hải, Thượng Hải, Minh Thiên, ngày mai. Cấu trúc cho bài này đó chính là chủ ngữ cộng từ chủ cộng phương tiện cộng từ truy cộng đâu đó cộng làm gì đó, giống như trên này. Có nghĩa là ai đó ngồi cái phương tiện gì, đi đâu đó, làm gì đó. Thì chủ ngữ ở đây chúng ta sẽ có từ gì? Đây, từ đại biểu toán, đoàn đại biểu. Chùa là ngồi, phây chi là phương tiện, là máy bay. Vậy là chùa phây chi, ngồi máy bay. Đi đâu? Chỉ sao hải, đi Thượng Hải. Thượng Hải.
trang quan, tham quan. Còn từ mính thiện, ngày mai, cho vào đâu? Chúng ta vừa nói bên trên, đối với trạng từ chỉ thời gian, chúng ta có thể đặt trước chủ ngữ, tức là từ tai vẻ thoáng, hoặc là đặt ngay sau nó. Và đáp án sẽ có thể hiểu là mính thiện tai biểu thoán chùa phây chi truy sở hải trang quan chấm tròn, hoặc là tai biểu thoán mính thiên chùa phây chi truy sở hải trang quan. Bạn áp dụng cấu trúc nhé, sau này bạn nhìn thấy phương tiện rồi từ truy thì bạn phải chú ý ngay đến cấu trúc nhé. Bạn nên viết lại vào một cuốn sổ riêng, học đến đâu bạn mở cấu trúc ra đó thì bạn sẽ rất là dễ học cái phần này. Nào, sang số 3. Chúng ta sẽ có những từ vựng như sau. Vẫn là tài biểu thoán, đoàn đại biểu. Tha là cô ấy. Phan y là phiên dịch. Kể là cho. Còn từ tăng có nghĩa là làm một cái nghề gì đó, một công việc gì đó. Cấu trúc ở đây chính là gì? Chủ ngữ cộng với từ kể cộng với ai đó cộng từ tăng phan y. Dịch là ai đó nhá, chủ ngữ làm phiên dịch cho ai đó. Thì chủ ngữ ở đây bạn phải xác định một là từ tai biểu toán, hai là từ tha. Nhưng có lẽ nên đặt là từ tha để tốt hơn đúng không? Cô ấy làm phiên dịch cho đoàn đại biểu. Chứ cả một cái đoàn đại biểu mà làm phiên dịch cho cô ấy thì hơi ngang. Rồi đây, đáp án sẽ là tha kể tai biểu toán tăng phan y. Và bạn nhớ là dấu chấm tròn nhé. Cô ấy gì? Làm phiên dịch cho đoàn đại biểu. Câu số 4. Lại có từ truy. Vẫn áp dụng quy tắc cũ. Đầu tiên mình sẽ đọc cái phần này, ý nghĩa nhé, và cách đọc nào. Ủa, tôi, Sao Hải, Thượng Hải, ý cửa, một người, Phấn nhậu, bạn, truy, đi, khăn, thăm. Cấu trúc chủ ngữ cộng đi đâu đó cộng làm gì đó. Chủ ngữ ở đây chắc là từ cấu trúc đầu tiên đi đâu đó chính là từ truy sao hải đi Thượng Hải. Chủ ngữ động từ sẽ là khan làm khan là xem hoặc là nhìn hoặc là gặp nhé. Khan ý cửa phẳng nhỏ. Ý cửa phẳng nhỏ có nghĩa là một người bạn. Khan ý cửa phẳng nhỏ có nghĩa là thăm một người bạn. Vậy chắc chắn câu này sẽ là 我去上海. Tôi đi Thượng Hải. 看一个朋友. Chấm tròn. Thăm một người bạn. Câu số 5. Ở đây chúng ta sẽ có những từ như sau. Từ trắng có nghĩa là thường xuyên. Trá là tra hoặc là tìm kiếm. Sang hoảng là lên mạng, lướt web, lướt mạng. Tư liệu là tài liệu hoặc là tư liệu. Thiếm phong là một tên riêng. Là Điền Phương, một cô gái. Cấu trúc chủ ngữ cộng trắng sao hoảng cộng làm gì đó, tức là chủ ngữ này thường lên mạng làm cái gì đó. Vậy mình đã ghép được một cụm rồi, trắng sao hoảng. Còn nếu như bạn tập trung trong quá trình lên lớp á, bạn sẽ thấy một cái cụm từ trong bài học, đó là từ trá tư liệu. Trá tư liệu đó là tra tài liệu, tìm kiếm tài liệu. Như vậy chủ ngữ ở đây chắc chắn sẽ là từ thiến phong rồi. Và câu này sẽ là thiến phong trắng sao hoảng trá tư liệu chấm tròn. Điền Phương thường lên mạng tìm tài liệu. Câu số 6. Tha cô ấy dùng, sử dụng hoặc là dùng email. Email là email, thư điện tử. Xỉa, viết, phấn nhậu, bạn, kể, cho, xin là thư. Chúng ta sẽ có cụm từ như sau. Chủ ngữ cộng từ dùng email là dùng email hay là bằng email. Kể là cho ai đó, xỉa xin là viết thư. Vậy kể cộng ai đó cộng xỉa xin có nghĩa là viết thư cho ai đó bằng email. Cấu trúc này. Vậy chủ ngữ chắc chắn sẽ là tha rồi, đúng không? Ai đó sẽ là phấn nhậu. Hoặc bạn đảo ngược lại có được không? Phấn nhậu, tức là thay vì nói là cô ấy viết thư cho bạn thì
Viết email cho bạn thì nói là bạn viết email cho cô ấy được không? Chắc cũng được vậy đúng không? Nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phần này thôi. Tha dùng email kể phóng nhậu xỉa xin chấm tròn. Cô ấy dùng email, dùng thư điện tử viết thư cho bạn. Hay bạn có thể hiểu là cô ấy viết thư điện tử cho bạn của cô ấy. Chi, câu số 7. Từ vựng như sau. Wǒ là tôi, shāng wǎng lên mạng, chẳng thường xuyên, léo thiên nói chuyện phiếm, cân cùng với, phóng nhậu bạn bè. Cấu trúc chúng ta vừa mới viết xong ở trên này. Chủ ngữ cộng chẳng, shāng wǎng. Đấy, thay vì nói là làm gì thì nói là cân cộng ai đó cộng léo thiên. Đây là một cụm cố định bạn nhé. Cân cộng với người nào đó cộng léo thiên có nghĩa là nói chuyện cùng với người nào đó. Ai đó thường xuyên lên mạng nói chuyện với người nào đó. Ai đó ở đây sẽ có là của là tôi, ai đó là bạn nhậu. Bạn có thể đảo ngược lại. Và câu này sẽ là 我常上网跟朋友聊天, nghĩa là tôi thường lên mạng nói chuyện với bạn bè. Ở đây léo thiên uốn lưỡi này thì bạn thêm cho mình một uốn lưỡi vào đây nhé. Léo thiên, léo thiên. Nó chỉ khác ấy, không khác về ý nghĩa, nó chỉ khác mỗi là nếu mà thêm cái bộ nhi này thì mình phải uốn cái lưỡi lên. Ở đây đọc là léo thiên, còn đây là léo thiên, uốn lưỡi lên vậy thôi. Thì bạn thêm vào nhé cho nó đúng cái yêu cầu của người ta nha. Nào, ba, câu số 8. Từ vựng như sau. Ủa, tôi, Trang Tung, Trương Đông, tên một học sinh nam, người Trung Quốc, hứa là và, chí trưa là đạp xe đạp, truy là đi, su tiền là hiệu sách. Cấu trúc như sau. A hứa B, A hứa B, tức là A và B. Ở đây A, B chúng ta sẽ có A, có thể là ủa hứa Trang Tung, tôi và Trương Đông, hoặc là Trang Tung hứa ủa Trương Đông và tôi. Tùy bạn nhé. Tiếp theo, chí trưa là đạp xe đạp. Chí trưa cộng với làm gì đó, đi đâu đó. Đạp xe đạp đi đâu đó. Chí trưa truy nọ. Ở đây là truy cộng đâu đó nhé. Chí trưa truy đâu đó. Có nghĩa là đạp xe đạp đi đâu đó. Ở đây đâu đó là từ su tiện. Truy su tiện. Đi, đi cửa hàng sách hoặc là hiệu sách. Chí trưa truy su tiện là đạp xe đạp đi hiệu sách. Vậy câu này sẽ là 我和张东骑车去书店 chấm tròn. Và ngược lại, 张东和我骑车去书店. Đó là toàn bộ bài tập số 4 này nhé. Thì mình hướng dẫn các bạn rất là, cái phần này rất là quan trọng, bạn phải viết lại nha. Nó sẽ giúp cho bạn học tất cả mọi thứ từ ngữ pháp, nói nghe, đọc viết của tiếng Trung tốt hơn ạ. Bạn nên viết lại cái này vào cuốn sổ của mình nhé. Học thuộc lòng. Thế chúc các bạn học tốt nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Hẹn chị em.